Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy, được nghe của các chúng sanh, thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Vì thế, này Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này, làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự an lạc. Lược giảng: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy, được nghe của chúng sanh, thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Địa Tạng Bồ Tát vốn có nhân duyên rất lớn với tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Giả sử Đức Phật kể lể tỉ mỉ về những lợi ích có được nhờ trông thấy hình tượng và nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì cho dù trải qua cả trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, thậm chí cả trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nào nói hết được. Đức Phật nói tiếp: Vì thế, này Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này, làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự an lạc. Ông hãy dùng sức thần thông của mình mà lưu thông phổ biến kinh Địa Tạng, khiến cho hết thảy chúng sanh ở thế giới kham nhẫn này trong trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp mãi mãi được yên ổn vui vẻ. Kinh văn: Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hành hà sa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự, hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ sa vào đường ác, chí tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ. Lược giảng: Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, lúc bấy giờ Đức Phật lại e rằng, có những hạng chúng sanh nghe chưa được rõ, hiểu chưa được thấu đáo, cho nên Ngài dùng lối kệ tụng để trùng tuyên một lần nữa. Vậy Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng. Ta Phật Thích Ca quán sát sức thần thông cùng oai đức của Địa Tạng Bồ Tát, và nhận thấy rằng cho dù có dùng khoảng thời gian dài, trải qua số kiếp nhiều như số cát sông Hằng để nói về sức oai thần này, thì cũng khó mà nói cho hết được. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Nếu người nào trông thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và nghe được danh hiệu của Ngài mà liền sanh lòng cung kính đảnh lễ, dù chỉ trong một niệm ngắn ngủi, thì trong tương lai người đó sẽ được hưởng vô lượng vô biên sự lợi ích, như được sanh lên cõi trời hoặc sanh ở cõi người. Hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ sa vào đường ác, chí tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ. Giả sử có người nam người nữ hoặc có vị trời rồng quỷ thần nào mà thân chánh báo đã hết, thọ mạng đã mãn, sắp phải bị đọa vào ba đường ác, nếu cả ấy có thể thành tâm khẩn thiết quy y Bồ Tát Địa Tạng, thì tuổi thọ của kẻ ấy sẽ được gia tăng và hết thảy tội chướng sẽ được tiêu trừ. Kinh văn: Trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc, sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Hoặc nặng hoặc dễ hình đại sĩ, cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát liền hiện thân vô biên. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác đạo cũng ra mau. Nếu chẳng thối thức tâm ban sơ, liền nặng xa đảnh thọ thánh ký. Lược giảng: Kẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Có nhiều người lúc còn thơ ấu đã bị lâm vào cảnh thiếu thốn tình thương gia đình, do bị mất cha mất mẹ hoặc mất anh chị em quá sớm. Thế nên đến khi khôn lớn trưởng thành, những kẻ mồ côi đó thường ưu tư khắc khoải, không biết thân nhân của mình thác sanh ở chốn nào, hồn phách phiêu bạt nơi đâu.
anh em, chị em cùng thân thuộc, sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau, lại có những kẻ từ lúc sanh ra cho đến nay chưa hề gặp, chưa hề biết mặt anh em, chị em cùng những người bà con ruột thịt của họ. Hoặc nặng hoặc dễ hình đại sĩ, cảm thương chim lễ chẳng muốn rời. Những người ấy hoặc dùng đất sét, gỗ, đá, đồng, sắt, vàng, bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc tô vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng trên giấy. Bấy giờ trong lòng họ nảy sanh cảm giác buồn rầu, đau xót, cứ lưu luyến, ngắm nhìn và thường xuyên thành tâm đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, không muốn xa rời. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát liền hiện thân vô biên, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác đạo cũng ra mau. Trong suốt thời gian 3 tuần lễ, nếu những người đó có thể lúc nào cũng một lòng trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, thì Ngài sẽ thị hiện pháp thân vô biên mà báo cho biết nơi thác sanh của cha mẹ hoặc anh em, chị em của họ, trong trường hợp thân nhân của họ đang bị đọa lạc trong 4 đường ác, thì cũng sẽ mau chóng được thoát ra. Nếu chẳng thối thất tâm ban sơ, liền đặng xa đảnh thọ thánh ký, giả sử những người đó có thể kiên trì, không thối chuyển, không quên mất cái tâm niệm ban đầu, thì bây giờ sẽ được Bồ Tát Địa Tạng xoa đảnh thọ ký cho. Kinh văn: muốn tu hạnh Bồ Đề vô thượng, thậm chí lìa xa tam giới khổ, người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ, hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt biển ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng đồ chơi, bày chén nước trong trước đại sĩ, qua một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng, cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng giọng ngữ, 21 ngày liền chớ sát sanh, chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh, trong mộng tất thấy thân vô biên, thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Chính nhờ đại sĩ Bất Tư Nghị thầm giúp người ấy được huệ tài. Lược giảng, Đức Phật nói tiếp: muốn tu hạnh Bồ Đề vô thượng, thậm chí lìa xa tam giới khổ, người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ, hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. Giả sử có những người thiết tha muốn tu tập đạo giác ngộ cao tột, cho đến phát tâm cầu thoát khỏi mọi khổ não trong 3 cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những kẻ đã phát tâm từ bi rộng lớn dường ấy, thì trước tiên nên đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà chí thành cung kính chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Được như thế thì tất cả các nguyện ước mong cầu của họ đều thành tựu một cách mau chóng và mãi mãi không có nghiệp chướng nào có thể cản trở sự tu đạo của họ. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt biển ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Giả sử có những người phát tâm Bồ Tát Đại Thừa, muốn học thuộc tụng niệm các kinh điển Đại Thừa. Vì sao chúng ta học kinh điển? Chính làm gì muốn cứu vớt tất cả chúng sanh. Những kẻ còn trầm luân mê muội ra khỏi tam giới, đến được bờ giác ngộ ở bên kia. Tuy lập thệ nguyện không thể nghĩ bàn như thế, nhưng đối với kinh điển Đại Thừa, họ đọc qua một lần cũng không nhớ được, đọc lại lần thứ hai cũng vẫn quên, cứ đọc rồi lại quên, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Có nghĩa là học đâu quên đó, không thể nào nhớ được những chữ, những câu trong kinh điển, thậm chí nhìn vào kinh để đọc cũng đọc sai nữa, cho nên càng không thể nào học thuộc được. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được. Vì sao những người này gặp phải tình trạng như vậy? Bởi vì họ bị nghiệp chướng rất nặng nề ngăn che, khiến họ không thể nhớ được kinh điển.
đối với kinh điển Đại Thừa, họ làm cách nào cũng không thể học thuộc được. Vậy thì phải làm thế nào? Cúng dường địa tạng với hương hoa, y phục, uống ăn cùng đồ chơi. Những người này nên dùng hương hoa, đèn dầu, đèn cầy, trái cây hoặc y phục còn mới, thực phẩm tươi tốt, cũng như các món đồ chơi để cúng dường địa tạng Bồ Tát. Ngoài ra, họ cũng nên bày chén nước trong trước đại sĩ, qua một ngày đêm bưng lấy uống, lại đem một chén nước sạch đặt trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chờ qua hết một ngày một đêm rồi quỳ trước tượng mà dập đầu đảnh lễ, sau đó mới bưng chén nước và quay mặt về hướng nam mà uống cạn. Sanh lòng trân trọng, cử ngũ tân, phải phát lòng ân cần trân trọng, hết sức thiết tha thành khẩn, không được thờ ơ lơ đãng và tuyệt đối không được ăn năm thứ hăng nồng là tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, hưng cừ. Vì nếu ăn năm loại này thì trong miệng có mùi rất hôi hám, cho nên đối với việc tụng kinh và đối với Đức Phật đều là một sự bất kính, vì thế mà phải ngăn cấm rượu, thịt, tà dâm cùng giọng ngữ. Ngoài ra cũng phải tuyệt đối cấm dùng rượu, thịt, cấm tà dâm và cấm luôn cả nói dối. Đó cũng chính là tuân thủ năm giới cấm: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 21 ngày điền chớ sát sanh. Trong 3 tuần lễ, tức là trong 21 ngày, phải không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Chí tâm tức là không xen tạp niệm nào khác, chỉ thuần thành một lòng trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, cùng tưởng nhớ về nguyện lực và việc làm của Ngài mà thôi. Trong mộng tất thấy thân vô biên. Nếu có thể chí tâm thuần thành đến cực điểm, thì trong giấc ngủ sẽ chiêm bao thấy được hình tượng pháp thân vô biên của Bồ Tát Địa Tạng. Thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi, Đại Thừa Kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Và đến lúc thức dậy thì sẽ được nhĩ căn lanh lợi, nhạy bén, điều gì cũng chỉ nghe qua một lần là nhớ mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên. Các kinh giáo, kinh điển Đại Thừa, họ chỉ cần nghe qua một lần thì trong ngàn vạn đời còn không quên nghĩa lý hàm chứa trong kinh, huống chi là một đời. Chính nhờ đại sĩ Bất Tư Nghị thầm giúp người ấy được huệ tài. Những nhân duyên đã nói ở trước là do thần thông không thể nghĩ bàn, cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng mà có được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thần lực cảm ứng đạo giao, có thể khiến cho người kém trí nhớ có được trí nhớ tốt, kẻ ngu si kém cỏi được trở thành thông minh lanh lợi. Kinh văn: chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ nghê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng. Chí tâm chiêm lễ tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn, quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc. Muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác, ác thần ác quỷ giới ác phong, hết thảy tai nạn, mọi khổ não. Chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường tượng Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, dẫu vào núi rừng ra biển cả, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Quán Ngâm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết. Rộng tuyên oai sức của Đại Sĩ, như người nghe đến danh Địa Tạng, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ. Hương hoa thực phẩm và y phục cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc, nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử. Vì thế Quán Âm ông hãy nên bảo khắp phần xa các cõi nước. Lược giảng: chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ nghe mộng mị không an giấc. Giả sử có những chúng sanh rất nghèo nàn, khốn khổ, thường ốm đau, bệnh hoạn, nhà cửa xảy ra nhiều tai họa,
lắm việc không may, gia cảnh sa sút lụng bại, hoặc họ hàng thân thuộc bị chia lìa xa cách, khiến cho họ trong lúc ngủ cứ gặp toàn ác mộng, chiêm bao thấy những việc hung hiểm đáng sợ. Cầu chi cũng hỏng, chẳng toại lòng. Toại lòng tức là vừa lòng hợp lý, cầu chi được nấy. Có nhiều người bất luận phát thể nguyện gì hoặc mong cầu điều gì thì đều bị trái nghịch, không được toại nguyện, không được như ý mình mong muốn. Thậm chí trong lúc nằm mộng mà cầu xin việc gì cũng bị trái với tâm nguyện của mình. Chí tâm chim lễ tượng địa tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn. Bất luận có vấn đề khó khăn nan giải gì, chỉ cần quý vị chí thành khẩn thiết, đến trước tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúi đầu đảnh lễ, thì mọi việc xấu, mọi điều ác tự nhiên đều được tiêu tan, và tất cả sẽ trở nên kiết tường, thuận lợi. Thậm chí trong giấc ngủ, mộng mị cũng đều bình an, tốt lành. Quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc, quý vị thường chiêm ngưỡng lễ lạy Bồ Tát Địa Tạng, thì hết thảy quỷ thần đều theo bảo vệ và khiến cho tất cả sự việc của quý vị đều được như ý tốt đẹp, y phục, vật thực đều được dồi dào, dư ăn dư mặc. Muốn vào núi rừng, qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác. Giả sử có những người phải dấn thân vào hiểm đạo, như vào rừng sâu núi cao, hoặc vượt qua biển cả gió to sóng lớn, nơi có người ác, giặc cướp hoặc rồng độc, thú dữ, hổ beo luôn trình rập, ác thần, ác quỷ, giới ác phong. Đừng cho rằng các vị thần đều là thiện thần cả đâu. Thần cũng có thiện thần, ác thần, và quỷ cũng có thiện quỷ, ác quỷ. Ngay cả gió cũng có gió dữ, ác phong, do yêu ma quỷ quái gây sóng gió nổi lên. Hết thảy tai nạn, mọi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường. Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, trước khi phải đối diện với những tai nạn, những sự thống khổ như thế, quý vị nên chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thì dẫu vào núi rừng, ra biển cả, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Bây giờ, các ác nhân, ác thú, ác cầm ở chốn núi rừng, cùng các ác long, ác quỷ, ác thần nơi biển cả, và hết thảy sự ác đều sẽ bị tiêu diệt, bặt tâm bặt tích. Đức Phật dạy tiếp, Quán Âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, rộng tuyên oai sức của Đại Sĩ. Này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông hãy chí tâm lắng nghe ta nói đi, oai thần nguyện lực và hết thảy mọi thứ của Bồ Tát Địa Tạng đều là bất khả tư nghị, không thể suy lường, không thể bàn luận. Chớ bảo rằng ta tuyên nói trong một thời gian ngắn ngủi như thế thì xong, mà cho dù có nói suốt cả thời gian dài bằng cả trăm ngàn vạn ức kiếp đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nói cho hết được. Như người nghe đến danh Địa Tạng, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ, hương hoa, thực phẩm và y phục. Nếu có người nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc không chỉ nghe danh mà còn thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, hoặc là đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chiêm ngưỡng lễ bái, dùng đủ thứ hương, hoa, y phục, đồ ăn thức uống để cúng dường, tức cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc. Bởi cúng dường Bồ Tát Địa Tạng thì thù thắng hơn cúng dường các Bồ Tát khác gấp trăm ngàn vạn ức lần, cho nên trong tương lai nhất định sẽ được hưởng sự diệu lạc thù thắng. Nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật, thoát sanh tử. Nếu quý vị có thể đem công đức có được từ sự cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái Bồ Tát Địa Tạng, hoặc xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì tương lai quý vị nhất định sẽ thành Phật, liễu sanh thoát tử. Vì thế, Quán Âm ông hãy nên bảo khắp hằng sa các cõi nước. Thế nên, này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông cần phải biết rằng ông nên đi tuyên nói công đức thần thông diệu dụng của Bồ Tát Địa Tạng,
phổ biến cho khắp chúng sanh trong hằng hà sa số cõi nước được biết rõ, thay thế Bồ Tát Địa Tạng mà hoằng dương nguyện lực của ông ấy. Đó chính là việc mà ông cần phải làm vậy.